suy nghĩ. Nếu các anh chị quyết liệt hành động, chúng ta sẽ thành công. Chúc tất cả anh chị chúng ta về đích thành công. Xin chào tất cả các anh chị FDLT, COT, TOT đã đặt sớm của miền Bắc Trung Bộ. Và xin được chào mừng tất cả các anh chị đang trên hành trình chinh phục FDLT năm 2021. Chúng ta còn một tháng nữa để chinh phục đỉnh cao danh vọng năm nay. Và miễn sao chúng ta còn đam mê, còn khát khao thì cánh cửa của đỉnh cao danh vọng năm 2021 chắc chắn sẽ còn mở rộng để chào đón tất cả các anh chị em chúng ta. Anh chị em mình cút! Các anh chị miền Trung thân mến, các anh chị là những người kiên cường, là những người nghị lực. Chúng ta luôn luôn vượt qua những khó khăn và thách thức. Và tôi tin rằng trong thời gian một tháng còn lại tới đây, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu MDAT. Bởi vì các anh chị xứng đáng đạt danh hiệu MDAT. Bởi vì các anh chị xứng đáng có được cho mình một thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Tôi tin tưởng rằng miền Trung của chúng ta không gì là không thể. Các bạn thân mến, đây là một tháng vô cùng thách thức và cũng là cái tháng về đích của các bạn. Mong rằng các bạn luôn vững ý chí và đặc biệt là các bạn hãy tiến về đích. Tiến về đích một cách nhanh nhất, mạnh nhất và đặc biệt là hoàn hảo nhất mà tôi từng mong đợi. Thế thì chỉ tiêu năm nay của miền Nam chúng ta ấy chỉ là 62. Tuy nhiên là cái kỳ vọng của tôi cũng như ban giám đốc công ty ấy là cao hơn thế rất nhiều. Và tôi biết rằng và tôi tin rằng tất cả các anh chị sẽ thành công và đặc biệt là các anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình vào năm 2020 này.